Vâng, xin chào các bác, trở lại với cả trang tiếng của Kinh Sơn. Hôm nay mình mới lô cái củ mộc vàng quá đầy đủ quá, là anh đi Pháp Mỹ nhé, và trước vào kênh bác like và share nhé. Vâng, vì cái số lượng lớn em về rất nhanh, em rất là nhanh. Đây là mã số 01 này. Đây là cây Amazon khắp xuân thập kỷ 1950, con này size càng 40, size ngang là 13,5 nhé. Và cái này là Amazon nhưng mà nó là dạng bản nhỏ. Và đây là mắt xanh rau muống, đây là mã số 01 nhé. Đây là mã số 01 là chuỗi Venezin nhé, còn khá trắng tinh trắng muốt. À, cầu giữa nó có chữ amo và hai chuyện vuông, đó là thông tin thông số về kính này. Đây là cầu giữa nhé, cái này cái mắt của nó, cái tròng của nó tròng mica, mắt màu xanh rau muống nhá. Càng trái càng phải đều nó có chữ amo ba, đều có cái chữ amo nhé. Đây là dòng amo ba răng nhé. Và amo ba răng thì bao giờ đắt hơn dòng amo nhạn hay amo lúa đấy. Và đấy mà chia sẻ rõ luôn đấy, chuỗi ven trắng tinh trắng muốt nhé, zin hết nhé. Tất cả sản phẩm bán ra là chất test toàn cầu, bác yên tâm về giá cả của sản phẩm nhé. Đây là mã số 01 nhé. Vâng, giá cây là 4 triệu 44.100 k nhé, giá là 4 triệu 44.100 k. Về thức của bán bác là chuyển khoản 3 ship nhé, bác là ship cuối cùng là cọc 100 đến 200 từ trái kính. Vì thời gian bán hàng em bán từ 8 giờ sáng đến 23 giờ, à, từ 8 giờ đến 11 giờ tối tất cả ngày tuần không nghỉ nào kể cả lễ Tết. Với điều kiện bác điện thoại trước tránh tình trạng đến đề xuất quá thêm vì thẩm định để ghép hồ sơ. Bác điện thoại trước nên tiếp đón từ xa tại 390 Trường Chinh, Đống Đa, Đợi. Địa chỉ và số điện thoại là 25 năm song hành mua kính của đồ cổ bác phải thế. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là bác phải chọn cho mình những cái địa chỉ và số điện thoại nó phải lâu năm. Đấy là rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng luôn. Bởi vì có những bác là mua bán phải đối tượng là nó ghi là http://zalo nhưng mà chả thấy hình ảnh con người, chả thấy địa chỉ đâu. Rồi Zalo số nó hình ảnh động nhưng mà không rõ ràng hình ảnh con người, không có địa chỉ bán hàng. Thế là quá rủi ro. Và quy trình mua bán bên em rất là rõ ràng, bác là chuyển khoản 3 ship, ship code là đặt cọc 100 200 k. Đấy là quy trình rất rõ ràng thôi, ship code là giao hàng đầu tiên đấy. Và thời gian bán hàng thì 8 giờ sáng đến 11 giờ tối bất kể ngày nào, tức là không nghỉ ngày nào cả. Đến bắt đi đến điện thoại trước thôi vì tránh tình trạng nên là xuất quá thì em đi gửi hàng, đi thẩm định đồ này, đi làm hợp đồng thầu làm dự án này, và bắt điện thoại trước là ok. Vâng, xong mã số 1 nha. Em ngồi máy tính nhiều nó ra rất là mỏi mắt các bác. Tiếp theo là mã số 02 nha. Đây là mã số 2, đây là cây Alami, con này size càng 45. Con này thì có điểm trừ ạ, hai bên càng nó đều bị hơi mòn chút ạ. Và nó size ngang bao nhiêu nhá? Size ngang nó là 13,7 đấy ạ. Vâng, size càng 145, size ngang 17. Con này hai bên càng thì nó hơi mòn. Chính vì thế rất rẻ, đây là mã số 02 nhá. Đây cái Alami Pháp xưa thập kỷ 1950 chứ 60 chẳng đã biết. Con này mắt tròng nâu trà nhá. Vâng. Ở cầu giữa là nó có chuyện vuông này, cái vẹt thay rồi lại zin hết nhé. Ở càng bên trái nó có tỷ lệ là 20 trên nghìn, cái càng trái đây, nhưng mà cái càng này bên trong nó mòn này. Đấy nó hơi mòn, nó bọt này. Đấy bên càng phải thì nó không không có chuyện nhưng mà bên cái càng bên trong lòng lòng trong nó cũng hơi mòn. Cái dòng này nó giống khá giống cái dòng Solex, nó hay bị cái mòn bọt bên trong đấy. Nhưng tuy nhiên cái này là vì nó bọc vàng dày thì cũng không phải lo, vì hai là cái dòng kính Lamy Pháp này thì độ bền nó cao hơn, và tuy nó có mòn như thế nhưng mà độ bền nó rất là cao đấy, vì cái hàng này hàng bọc vàng thì bây giờ nó rất là bền nên các bác yên tâm và không phải lăn tăn. Và giá rất tốt ạ, giá cái này là 4 triệu 8 đến 4.800 k nhá. Dòng Lamy nó chỉ bản này các bản to hơn tí tí nhá, không có chuyện gấp đôi gấp ba đấy. Vâng, giá là 4 triệu 8 4.800 k. Cái này bên ngoài thì vẫn là đẹp. Đấy, tức là bên ngoài thành vách sắc nét rất đẹp, nhưng tuy nhiên lòng trong thì nó là hơi bị kém. Nhưng tuy nhiên cái này hay ở chỗ là bác nào mà kinh tế vừa phải, tầm tài chính nó vừa phải eo hẹp thì mình có thể là không quan trọng, không kỹ tính lắm thì vẫn thể dùng được, bởi vì nó nằm bên lòng trong mà nó khuất mà. Đấy cho nên là bác nào mà bên ngoài thì nó vẫn tức là bên ngoài của nó nhé thì nó vẫn là đều, vẫn đẹp, nó không có vấn đề gì cả. Nhưng ở trong cái lòng càng gọi là càng trái này và càng phải thì nó bị, càng trái thì nó bị nặng hơn. Đấy đấy, nó rôm sảy lẩy bảy nặng hơn, càng phải nó bị ít hơn. Đấy trên là giá nó rẻ đi vì dòng Lamy dạng đắt tiền rồi, đáng giá chỉ có 4 triệu 8 thôi, 4.800 k nhé. Đây là mã số 02 nhé. Đó, xong mã số 02 nhé. Bây giờ em sẽ đi sang mã số 03 nhá. Đây là mã số 03 đấy, và đây là cái ăn ra đòn gánh này. Con này size ngang size càng là 40 nhé, con này size khá to.
xanh ngang xanh càng này 40 nhá. Đấy, đồng hồ đô kêu đấy. Ăn gà đòi gánh Anh Quốc xưa thập kỷ 1950, hàng chọn nhau nhất, trong này của nó là trong thủy tinh nhá. Vâng, trong thủy tinh nhá. Ở câu giữa thì nó có chữ ăn ga 20 g tương đương 1/10 12 cái KGF chua ven enzyme nhá. Đây câu giữa đây, ăn ga 20 g tương đương 1/10 12 KGF này. Và càng phải cũng là ăn ga 20 g này. Đấy. Càng trái có nó frame body isling. Càng trái frame body isling nhá. Đấy. Đấy. Đây là mã số 03 nhé, ăn ga đòn gánh Anh Quốc xưa thập kỷ 1950 nhé, vàng chuẩn áo nhất nhé. Cái chồng là chồng tuổi tinh, nếu bác sao có tuổi mình có thể thay mất lão thị, viễn thị, loạn thị rất ok. Và giá cái này đưa ra rất tốt, phá giá thị trường. Hồi trước em về có số lượng rất lớn rồi, vừa rồi ấy, về số lượng lớn hàng trăm cái nghìn cây ra tốt thì em đưa giá ra từng gặp cái hợp lý. Với phương châm giao lưu với chúng mua bán đôi khi bằng giá cái là 7.800.000 nhé, 7.800k phá giá thị trường. Giá là 7.800.000 nhé, 7.800k. Các bác mua đâu mua, nên lựa chọn bán lâu năm cũng thích như bên này. Một địa chỉ số điện thoại luôn luôn gắn liền trên tường kiên tường hai mấy năm rồi. Đấy, bác lưu ý bởi vì sao rất nhiều bác cũng phải giống cái kính này. Kính hàng giả, nhái giá khoảng 1, 2 triệu, 3 triệu không có giá đâu. Kính cổ đồ cổ có giảm đắt tiền, đặc biệt hàng chuẩn áo nhất đắt tiền. Nhưng đối tượng mà nó cầm một kính chụp ảnh nó quay này, nhưng mà không có địa chỉ, đúng không? Giấu địa chỉ rồi mua bán thì hẹn nửa đường, anh đâu mà có sáng bưng, hẹn linh tinh, hẹn lung tung. Rồi là không có mình vấn đề ship, đấy là bán lừa đảo đấy. Còn ý, em mua bán rất thích đến nhà, lựa chọn ưng thì mua, tức là một lựa chọn cái nào cảm thấy vừa nhất mình hãy mua cái đấy. Chứ bây giờ nhiều đối tượng này hẹn nửa đường anh đâu mang qua xong rồi, xong là lên một lô kính vài chục cái, vài trăm, vài chục cái nhưng mà trả thấy hình ảnh con mà con người trả thấy địa chỉ đâu, rồi đang tràn lan trên trang thương mại tử như Lazada, Shopee, Sendu rồi mua bán chấm con bán trên gần 24 giờ địa chỉ, xong rồi sau thời gian đổi địa chỉ, xong đổi cả số điện thoại, đấy là mua bán rất là rủi ro luôn. Riêng kính và đồ cổ bác phải chọn cho mình những cái địa chỉ số điện thoại lâu năm, đã bán hàng lâu năm, khẳng định tên tuổi thương hiệu rồi mới ok được. Và 7.800.000 nhé. Đây là mã số 03 rồi, sang mã số 04 này. Đây là mã số 04 này. Đây là cây Benzen CH. Cái này của Đức xưa nhé, thập kỷ 1950 nhé. Con này sang 40 này. Đó. Con này sang 40 này. Xuất sắc nhé. Con này cũng điểm trừ duy nhất của nó là cái càng trái vết xước sợi tóc thì đúng vào cái chỗ đấy là nó có một cái chuyện vuông đấy, à cầu giữa thì nó cũng có một cái chuyện vuông nhưng mà nó cũng mờ rồi ạ. Và chui ven gen nhé, cầu giữa đây cũng mờ hết rồi bởi vì cái thập kỷ 1950 và chui ven gen cái trong của nó trong của tinh nhá mà bắt nâu trà nhá. Đó, đây cái càng bên trái đây em chỉ luôn đấy, và nó có một cái chuyện vuông rất nhỏ và đấy cũng lên một vết xước sợi tóc, à chính vì đó là cái điểm trừ. Thế còn lại thành bắt sắc nét đẹp ok lắm và độ mới rất là cao. Tuy nhiên bất kỳ với kính gì có điểm trừ thì nó sẽ rẻ đi một chút xíu. Và là nguyên tắc là thế rồi. Đây là mã số 4 Benzen chất của Đức Quốc Gia thập kỷ 1950 nhé, hàng chuẩn cao nhất nhé. Đây càng trái này, quay lại cho bác xem một tí. Đấy. Càng phải còn rất là đẹp nhé. Và cầu giữa còn mới nhé, nhưng mà cái chuyện nó cũng mờ rồi. Đấy. Nó cái chữ chuyện vuông nhất là nhỏ đây ạ, vuông rồi nhỏ đây, xem nó hơi mờ mờ. Đấy, nó còn ít lắm, rất là mờ, khó nhìn. Và đây là mã số 4 Benzen CH. Và giá cái là 10.300.000 nhé, 10.300k. Giá là 10.300.000 nhé, 10.300k nhé. Chuẩn giá không phích nhá, giá quá rẻ này. Giá 10.300.000, 10.300k. Giá 10.300.000, 10.300k nhé. Nói chung là lô kính này đang lên rất là rẻ để các bác có thể có đủ quần chơi. Bác lưu ý như ngày rất nhiều đối tượng bán giống kính này, bán khoảng giá từ 2 triệu rồi đến 8 triệu, bán khoảng 2.16 của Linh Long Biên. Dởm giả nhái đấy. Đấy đối tượng đấy, xong rồi nó lập cái nick ảo, nick thằng Tuấn Mai. Xong là bình luận là bảo bọn Trung Quốc làm thật 100% đi, rồi là nhìn biết ngay hàng Trung Quốc. Xin lỗi cái nick Tuấn Mai đối với tôi không thèm chấp, bởi vì là hết này. Dùng nick ảo mà nhắn tin để mà bình luận vớ vẩn bình luận đều thì là dạng thẹp nhem, nói luôn thế. Còn đây địa chỉ số điện thoại thích gọi điện nhấc máy sẽ hẹn sau 24 giờ luôn, còn từ 8 giờ sáng 2-3 giờ tôi dành cho anh em kính của đồ cổ. Bởi vì cái nick Tuấn Mai đấy là người nói từ comment thì không hiểu, vì có biết tiếng Anh đâu mà phải nói từ nổ thẳng xuyên thủng luôn, là nổ bình luận đi, nổ tiếng Việt đi để cho cái nick Tuấn Mai nó hiểu. Cho nên là khi kính cổ đồ cổ tôi bán là tôi bán không chỉ anh em trong nước, tôi bán cả anh em trong nước ngoài, anh em bên nước ngoài nữa, một số anh em bên Hàn Quốc này, bên Nhật này, bên Hàn Quốc có một số anh hào này đấy, rồi còn bên Nhật thì có một số cậu trẻ trẻ, tôi không tiện nói tên đâu vì anh hào anh về nước rồi thì tôi mới nói tên đấy, còn những cậu kia thì cậu gọi tới là bên Nhật. Đấy, như cậu vẫn đi về về bên Nhật thì chính cậu còn thừa nhận mà em thích hàng châu Âu hơn, hàng mà
xuất tái bản của một số Nhật hay một số nước châu Á này dùng cũng không mệt đấy. Cho nên là em phân tích rất kỹ luôn, mà đặt rất nhiều anh em mua kính cổ hay đồ cổ của tôi cũng phải thừa nhận điều rằng như thế đấy. Rất nhiều anh em, một số anh em ở Nam Định City hay là Vĩnh Phúc City thế thôi đấy, đó là anh em rất chân tình luôn, bởi vì người ta phải nhận xét luôn rằng là đồ rất chuẩn rồi. Đấy. Đã là hàng chuẩn ao nhất thì dùng nó sướng bền lắm. Còn cái hàng chuẩn ao 2 sản xuất tái bản của Nhật, tái bản thập niên 80 90 nghìn dùng, nó trông nó mới hơn chất lượng bằng. Đa phần những đối tượng đấy thì làm phông, làm màu, làm hình nệm, làm hình ảnh thôi. Trưng phông bạt làm hình ảnh thôi. Đấy, chứ còn thực sự nếu mà lấy kính cổ đồ cổ nó phải dựa vào, nhất là mình phải ra công tác nước ngoài này, nghiên cứu này, đánh đổi cả tuổi thanh xuân thì không đơn giản đâu. Bọn em nghiên cứu mất bao năm rồi đấy, không phải đâu. Sang tận bên đấy gặp gỡ giao lưu với người mà người ta chơi từ ngày đầu tiên của hãng kính cổ đồ cổ, một số cái thập niên coi như là ba mấy bốn mấy năm mấy sáu mấy đó. Rất kỳ công luôn đấy, như bác đấy giờ cũng nhiều tuổi rồi, cũng toàn ngoài tầm 80, ngoài 80, thậm chí có những bác ngoài 90 gì cơ đấy. Vì đã thật sự bác nếu mà đã chơi đồ nó phải như thế, mất rất nhiều công sức để làm đấy, để mà có một cái kiến thức thì nó cũng không phải đơn giản. Còn ngồi bấm bấm ngồi bấm bấm mạng ra thì nó ra độ chính xác nó cũng gọi là bình thường thôi, nó gọi là chưa phải là tuyệt đối cả, nó gọi là chỉ tương đối thôi đó. Đấy là nó phải qua thực tế, thực tiễn đấy, mắt thấy tay nghe, tai nghe tay sờ thì mới kiểm chứng được, nó chính xác được, mà phải dùng qua thời gian, là phải cảm giác, là cái ví dụ không khí nữa, bởi vì là cái ở nước ngoài châu Âu ấy, thì là khí hậu lạnh khô rất là tốt, đồ bảo quản đồ rất tốt. Với khí hậu Việt Nam mình thì đặc biệt là khí hậu miền Bắc mình là nồm ẩm, nóng ẩm, lạnh ẩm, nó phá đồ rất nhanh. Có những người bảo là có những cái kính mà không dùng hay là cái món đồ không dùng mà để trong tủ nó vẫn có như nó còn rôm sảy lẩy bẩy, mà giấy băng nhiều dòng khác nữa đấy, cho lưu ý bắt buộc phải bảo quản. Bảo quản thì phải có gói hút hút ẩm hoặc tủ chống ẩm, rất là kỳ công luôn, riêng là cái đồ bảo quản Việt Nam mình đấy. Vâng, vừa rồi là các đội chia sẻ quan điểm em nói ở đâu, bởi vì những cái gì tinh túy nhất thì em đúc kết và em luôn chia sẻ lên đó. Và bên em thì nổ thẳng nổ thật, không ngại va chạm, đặc biệt những cái nick ảo nick giả như cái nick Tuấn Mai đấy, em cũng nói luôn rồi. À, em cũng nói từng nói một lần rồi là ngạn ngữ Pháp, người Pháp có câu là trước khi nói uống lấy 7 lần, nhưng khi bình luận cái gì nó phải bình luận phải chuẩn mực, mình phải biết là người có học thức hay không học thức, nói rõ ràng như thế. Một lần nữa rất là cảm ơn bác dành thời gian xem video bác này, quý trang những cổ xưa nút đăng ký kênh màu đỏ quả chuông để mỗi khi lên kênh hệ thống hút sự cái nhắn đến số điện thoại luôn và ngay theo nóng tút tít tít điện thoại. Và xin chào các bác nha, phải là biểu tượng của quả chuông đấy, nó hay ở chỗ đấy. Và xin chào.